khai trừ ra khỏi Đảng tránh thanh tra, nguyên phó chủ tịch huyện, nguyên bí thư, chủ tịch thị trấn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị phiên thứ nhất tháng 5 năm 2024 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền, xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra theo quyết định số 901/QĐ-TU ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Xuân Quang, nguyên huyện ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình, Nguyễn Đức Bàng, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Bình nhiệm kỳ 2015-2020, Nguyễn Chí Sớm, nguyên huyện ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Gia Bình, Nguyễn Ngọc Cường, huyện ủy viên, tránh thanh tra huyện, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Gia Bình. Cảnh cáo Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2005-2010. Khiển trách Ban Thường vụ huyện ủy Gia Bình nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Nguyễn Kim Thoại, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình. Kết luận tại hội nghị, đồng chí bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn giao đoàn kiểm tra theo quyết định số 901/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy triển khai các quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.